Sau khi viết code xong, ta sang bước cuối cùng là ta gì? Đây là bước 2 vừa rồi này đúng không? Đó là viết code xử lý này. Dạ, bước 3. Code xử lý. Bước 3 này là ta làm gì các bạn? Viết gì? Anonym đúng không? Viết anonym, tức là chúng ta viết cái thẻ gì? Rô gì? Bước cuối cùng là gì? Chạy trên máy ảo đúng không? Đây chính là bước cuối cùng ta thực hiện đây đúng không? Ta mở cái này ra. Rồi. Knock up player. Khóa cái này đi đúng không? Tương tự như thế chúng ta gì cũng chọn gì locket nhá. Chúng ta xóa hết những cái vớ vẩn khi mà nó chạy đầu tiên đi. Bạn chọn vào cái phần error nhé, để ta theo dõi những lỗi của nó nếu có. Khi mà nó instant APK thì bạn đặc biệt chú ý để xem nó lỗi ở dòng nào nhé. Rồi, bây giờ nó gì? Launching activity đúng không? Chúng ta mở cái knock app lên đúng không nhỉ? Ta xoay ảnh này xem như nào, đúng không? Bạn thấy xoay chưa? Xoay chưa? Đấy rồi đúng không? Đấy, xoay đấy. Đi nhỉ? Ok. Xong nhá. Hiệu ứng.